Xin chào các bạn, trong những video lần trước thì mình có nói về Samsung Galaxy A80, về đánh giá về thiết kế, về cấu hình cũng như là về trải nghiệm với những cái gì mới mẻ trên chiếc Galaxy A80 này. Và một cái mà mình chưa nói đó chính là về chất lượng camera nó sẽ như thế nào. Và trong clip này mình sẽ nói về camera của chiếc Samsung Galaxy A80. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu clip luôn nhé. Đầu tiên là trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì Samsung Galaxy A80 hoàn toàn làm tốt ở trong điều kiện này. Màu sắc tươi nhưng mà không quá theo kiểu là rực rỡ. Và thấy rõ nhất là các bạn có thể thấy ở màu xanh lá, nó lên nhẹ nhàng, không kiểu là màu tươi rói hay là gắt. Một điểm mà mình nghĩ Samsung cần phải khắc phục chính là trong phần giao diện chụp. Màu sắc ảnh thì khi mà mình giơ máy lên chụp ấy thì nó có phần hơi nhạt một tí. Nhưng mà khi mà mình chụp xong mình xem lại thì màu sắc nó ra rất là ngon lành. Nên là nó cần phải cải thiện một xíu về cái phần nhìn này. Bởi vì lúc mà nhìn vào thì mình cũng cảm thấy hơi bị tụt mút một tí ấy. Chụp xong thì xem lại mới cảm thấy đã. Và Samsung Galaxy A80 xử lý rất tốt khi mà chụp ảnh trong điều kiện nắng gắt. Màu ảnh nó không quá thì kiểu là gắt bởi vì nắng, mà nó rất là nhẹ nhàng. Màu phần màu da của mình ấy, nó vừa phải, không kiểu trắng bệt, vẫn cái tông màu nâu nâu mình vốn có. Và màu xanh của lá cây thì trong sáng sủa, nói chung là nhìn bức ảnh trong hài hòa và nhìn cân đối hơn. Và mình thử chụp một cái bông hoa màu tím với con ong. Thì phần này màu Galaxy A80 thể hiện rất tốt khi mà lấy được ở chi tiết của cánh hoa. Zoom lên thì vẫn thấy rõ nét ở những cái đường phần gân của cánh hoa này, chi tiết của phần con ong. Và cái tấm ảnh này bởi vì nó chi tiết được như vậy ấy, một phần là mình chụp ở độ phân giải là 48 megapixel, nhưng mà xét về phần màu ấy, thì nó không bị bệt màu của màu tím đi nên là xử lý rất là tốt. Tiếp theo là với gam màu đỏ thì cái màu này vốn rất dễ bị bệt màu. Và Galaxy A80 thể hiện cái này lại rất là tốt. Phần chi tiết ở cánh hoa, phần gân vẫn lên rất là ngon, không bị hiện tượng bị bệt và đẩy rực màu. Và đây là nhờ máy không đẩy màu quá rực lên nên là mình cảm thấy là chi tiết giữ rất là tốt. Ví dụ như chiếc Samsung Galaxy S10 ấy, trước đó mình đã thử chụp ấy, thì mình có bật cái AI của nó lên thì nó đẩy rực màu lên nên là màu đỏ cuối cùng nó bị bệt đi. Còn với chiếc này nó lại không bị cái trường hợp đấy, nên là khá là tốt cho chiếc Galaxy A80. A80 thì có thêm một cái cam góc rộng thuận tiện khi mà các bạn chụp selfie góc rộng này, hoặc là các bạn chụp cảnh. Và với mình chụp cảnh ở chế độ ngược sáng thì khả năng xử lý của nó khi mà tự động bật HDR lên nó xử lý rất là tốt. Tuy nhiên nó hơi nhạt màu một tí và phần chi tiết ảnh thì thực sự là không quá xuất sắc. Và mình đánh giá cao cái chế độ là chụp ảnh lấy nét động, tức là chụp ảnh xóa phông trên Galaxy A80 ấy, thì máy dùng camera chính để xóa nên là góc rộng hơn, nhận diện chủ thể chuẩn xác hơn, màu sắc tươi chứ không gọi là quá gắt. Và phần này thì các bạn còn có thể tùy chỉnh cái hiệu ứng nền với chế độ bokeh này, hoặc là nhiều cái chế độ chụp ảnh khác nhau khi mà chụp ảnh chân dung xóa phông, khá là hay ho. Và tương tự thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này với chế độ chụp ảnh selfie xóa phông và những cái trò tương tự như với camera chính vậy. Có thể nói là trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì A80 cho khả năng lấy nét rất nhanh, chuyển nét qua lại và phản hồi rất là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy phần chuyển nét khi mà mình chuyển giữa phần cảnh và phần bông hoa thì nó nhảy rất là nhanh, nên là mình hoàn toàn hài lòng ở phần chụp ảnh này. Và Galaxy A80 thì còn được trang bị khả năng quay video xóa phông nữa, nhưng mà đánh giá của mình thì nó ở mức bình thường thôi. Vì lúc quay thì nếu mà các bạn chuyển động nhanh á, nó vẫn còn hơi lem nhem ở cái phần viền. Cơ bản các bạn quay cái này các bạn có thể đứng yên hoặc là di chuyển chậm lại một tí thì nó sẽ bắt nét tốt hơn. Chưa chuẩn nhưng mà lại rất là thú vị. Về khả năng chụp ảnh thiếu sáng ấy, thật sự Galaxy A80 với mình không ấn tượng lắm ở cái phần chụp ảnh thiếu sáng này. Máy xử lý và cho chất lượng ảnh ở mức vừa phải, và chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp thì chúng ta không được trang bị để chỉnh nhiều ra cái thông số. Quy tụ lại ở Samsung Galaxy A80 thì ở phần chụp mà đầy đủ ánh sáng thì máy không có vấn đề gì phải bàn cả. Máy xử lý rất là tốt từ chụp người này, chụp ngược sáng. Và kể cả về phần màu thì Samsung đã cải thiện, nó không còn quá rực rỡ nữa, là mình cực kỳ thích cái phần này. Riêng với Samsung Galaxy A80 thì nó được trang bị nhiều hơn, đó chính là ở phần cải thiện về bằng màn hình này. Những cái điểm mới chẳng hạn như là về camera pop-up hay là về cái phần cấu hình của máy. Còn về nếu mà xét về chất lượng camera trong phân khúc giá tầm khoảng 15 triệu thì thực sự nó chưa đạt tới cái mức kỳ vọng của mình so với một chiếc điện thoại ở trong phân khúc giá này. Nhưng mà nếu nói về chất lượng, nếu mà những người dùng thông thường ấy, thì nó vẫn đáp ứng vô tư cái việc mà các bạn đi chụp ảnh du lịch hay là chụp ảnh lưu niệm lại, thì cái này không còn gì vấn đề phải bàn cả. Và với mức giá tầm khoảng là 14.990.000 đồng kèm theo bộ quà nữa, nếu tính ra thì chúng ta khoảng mất khoảng 11 triệu trừ tiền phần bộ quà đi ấy, thì chúng ta chỉ còn khoảng 11 triệu cho chiếc Samsung Galaxy A80 thôi, thì mức giá lại khá là tốt. Còn các bạn cảm thấy Galaxy A80 như thế nào, hãy comment ý kiến ở bên dưới nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.